could be us. So back to what I was saying. Could be us. Vai diễn chia tay màn ảnh của Chung Gia Hân. Chung Gia Hân có màn thể hiện ấn tượng trong Lương Y Dưới Bầu Trời Sao. Cô được khen trưởng thành về diễn xuất. Lương Y Dưới Bầu Trời Sao hiện là tác phẩm nhận được sự quan tâm của khán giả trên màn ảnh TVB. Phim lấy đề tài y khoa có rating trung bình 18% mỗi tập, được chấm 9,1 điểm chất lượng trên trang đánh giá Đao Bình nhờ tình tiết chân thật, nội dung cảm động và diễn xuất tròn vai của 4 diễn viên chính. Theo HK01, một trong những sức hút của bộ phim là sự trở lại màn ảnh nhỏ của Chung Gia Hân. Vai diễn của Hoa hậu Hoa Kiều 2004 để lại ấn tượng mạnh. Vai diễn đột phá. Trong Lương Y Dưới Bầu Trời Sao, Chung Gia Hân vào vai nữ bác sĩ giàu kinh nghiệm và có chuyên môn cao Chương Dị Tâm. Cô đóng vai trò kết nối quan hệ cho hai người bạn thân Huống Tùng Hân, Mã Quốc Minh và Hứa Cam Phong Trịnh Gia Dĩnh. Tình bạn gắn bó từ thời còn là bác sĩ thực tập của họ có nhiều thay đổi vì quan điểm chữa bệnh đối lập. Theo ông, Chương Dị Tâm là nhân vật được yêu thích nhất trong phim. Chính nhờ diễn xuất chân thực và sự tâm huyết với vai diễn, Chung Gia Hân đã hoàn toàn chinh phục được người xem, đặc biệt là ở các phân cảnh thể hiện sự bất lực, cắn rứt do cứu người thất bại. Cụ thể, trong tập phim Chương Dị Tâm và Hứa Cam Phong phải cứu chữa cho bệnh nhi Duệ Duệ mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong lúc phẫu thuật, họ gặp sự cố mất điện vì bão, còn đồng nghiệp ngất xỉu giữa chừng. Chứng kiến bệnh nhân nguy kịch, nhưng bản thân không thể làm được gì khiến Chương Dị Tâm mất bình tĩnh. Cô bị Hứa Cam Phong đuổi khỏi phòng phẫu thuật. Trước khi đi, Chương Dị Tâm sờ bụng và nghẹn ngào nói, có lẽ vì sắp là mẹ, cho nên tôi cảm thấy rất khó chịu khi chứng kiến một đứa trẻ đối mặt với cái chết. Câu thoại này gây xúc động mạnh. Theo ông, ở tuổi 37, Chung Gia Hân cho thấy sự trưởng thành và biến hóa về diễn xuất. Hóa thân thành bác sĩ phải đeo khẩu trang trong nhiều phân cảnh, màn thể hiện bằng mắt trước ống kính của cô nhận nhiều lời khen. Trong cảnh quay cấp cứu, người đẹp TVB thể hiện được sự kiên định, quyết tâm trong ánh mắt, khí chất mạnh mẽ với những động tác điều trị chuyên nghiệp. Nhưng khi đối mặt với các bệnh nhân nhỏ tuổi, cô trở nên ân cần, dịu dàng như người mẹ. Khả năng thoại chất, phát âm chuẩn thuật ngữ chuyên ngành y khoa cùng diễn xuất có chiều sâu của nữ diễn viên trong những cảnh tâm lý và cảnh khóc, nhận được đánh giá cao của dư luận và giới chuyên môn. Diễn xuất của Chung Gia Hân giờ đã biết tròn biết méo. Những trải nghiệm sau khi kết hôn và sinh con giúp cô ấy đột phá, HK01 nhận xét, Chương Dị Tâm là vai diễn trở lại màn ảnh, nhưng cũng là vai diễn chia tay khán giả của Chung Gia Hân. Cô đã quyết định tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật sau Lương Y Dưới Bầu Trời Sao. Vì vậy, với màn thể hiện tốt, giới chuyên môn kỳ vọng Chung Gia Hân có thể trở thành gương mặt thị hậu trong lễ trao giải của TVB vào năm nay. Danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc sẽ là lời chia tay trọn vẹn dành cho hoa đáng nổi danh của showbiz Hồng Kông, từ bỏ sự nghiệp vì chồng con. Chung Gia Hân sinh năm 1984, được xếp vào hàng ngũ đại hoa đáng của TVB, cùng với Dương Di, Hồ Hạnh Nhi, Từ Tử Sang và Trần Pháp Lai. Các tác phẩm nổi bật của cô có thể kể đến Sóng Gió Gia Tộc, Sức Mạnh Tình Thân, Vòng Xoáy Cuộc Đời, Đại Dược Phường, Bồ Tùng Linh, Bảo Vệ Nhân Chứng. Tại Việt Nam, cô được khán giả biết đến với vai Lâm Thinh Thinh trong Bằng Chứng Thép phần 1 và 2. Năm 2016, giữa lúc sự nghiệp thăng hoa, Chung Gia Hân tuyên bố rời TVB, kết hôn với Jenry Mai Lương. Sau đó, cô theo chồng sang Canada định cư và sinh con. Trước khi Lương Y Dưới Bầu Trời Sao phát sóng, Chung Gia Hân đã rời xa màn ảnh 4 năm. Sau hơn nửa năm về Hồng Kông ghi hình và quảng bá cho Lương Y Dưới Bầu Trời Sao, hiện nữ diễn viên đã trở lại Canada đoàn tụ cùng chồng con. Trong ngày chia tay khán giả, Hoa Đáng phủ nhận thông tin giải nghệ sớm, song bỏ ngỏ thời gian tái xuất. Tôi chưa từng khẳng định Lương Y Dưới Bầu Trời Sao là phim cuối cùng của mình. Ngày tháng sau này còn rất dài, tôi cũng không biết tương lai ra sao. Trong vài năm nữa, nếu có kịch bản và vai diễn phù hợp, tôi sẽ quay lại thử sức. Quan trọng là thời điểm thích hợp, nếu thu xếp ổn thỏa tôi sẽ còn đóng phim. Các bạn có thể gặp lại tôi sau vài năm nữa, hoặc cũng có thể là 10 năm sau, Chung Gia Hân chia sẻ. Nữ diễn viên cho biết đã nỗ lực không ngừng nghỉ từ những ngày đầu lập nghiệp, chống chọi với chứng trầm cảm kéo dài để đeo đuổi đam mê diễn xuất. Vì vậy cô không muốn sớm kết thúc sự nghiệp khi bản thân vẫn còn cơ hội trở lại với nghề. Theo Chung Gia Hân, hiện tại cô khó toàn tâm toàn ý cống hiến cho phim ảnh bởi vướng bận gia đình ở Canada. Trong thời gian về Hồng Kông quay Lương Y Dưới Bầu Trời Sao, cô chia sẻ rất lo lắng cho tình hình của chồng con. Những ai đã kết hôn và sinh con có thể hiểu được quyết định của tôi. Quay một bộ phim mất rất nhiều tháng, nhưng hai con của tôi vẫn còn quá nhỏ, chồng lại bận rộn công việc. Tôi không thể để các bé xa mẹ lâu như vậy, cũng không thể yêu cầu Jenry Mai phải gánh đáng phần nghĩa vụ của mình. Quãng thời gian xa cách giúp tôi thấm thía nỗi nhớ gia đình, ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân, ngôi sao Bằng Chứng Thép nói.